biệt đến từ ngày hôm nay quý vị sẽ được nghe Kiêu Số Lô Tô trên nền nhạc dân tộc đến từ ban nhạc Vân Anh. Quý vị ơi, và dòng loại này quý vị hãy dành cho Hương Nam cũng như là dàn nhạc dân tộc Vân Anh một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Vâng, lần đầu tiên thưa quý vị nha. Và còn những tiết mục về sau, những phần tiếp theo đó là đàn đá đó thưa quý vị. Đó, một đặc sản của Tây Nguyên thưa quý vị. Đã được nghe anh hai con hai mươi hai
không biết gì ra. Yeah.
Vâng, quý vị có thể dành cho dàn nhạc với Tùng Vân Anh một chỗ tay thật lớn đó quý vị. Vâng, màu vàng kêu lô tô chấn động lột da đầu hai lần. Trời ơi, nín thở. 1, 2, 3, 4 người đọc chảy cho quý vị. Vâng. Rồi. Dạ. Bắt đầu nhỏ số thì kiểm tra theo với nhau nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng chim ngắn mùa thu hôm nay có chắc còn giờ Việt Nam đêm còn số tám còn số tám buồn giờ năm con cái này còn số đến nhìn sao còn người ta còn số tám số thì đã ba thì đã ba thì đã là 30.000 đồng lại vé. Anh trai, dạ, rồi chúc mừng.
chị gái là bắt đầu đọc số giùm em. Đứng đây luôn đi em ơi, đứng đây luôn giùm em nha. Rồi bắt đầu đọc đọc số giùm em nha, em đọc nha. Số 4. Có 1. 16. Có 2. 37. Có 3. 40. Có 4. Số 4. Có 1. 16. Có 2. 37. Có 3. 40. Có 4. Tưởng đâu hai cha nội chửi lộn cái gì. Có 1. Có 2. Rồi em tặng cho hai anh chị mỗi người con có bông nha. Thi ơi, tặng có bông thì em, có bông lên thì em đi những cái đẹp thôi. Bây giờ số mà bà đùi quá chị. Rồi cho mọi người con có bông. Và hai chủ nhân may mắn của mọi người sẽ nhận được con có bông. Và bên cạnh đó mọi người sẽ nhận một phong bao lì xì trị giá 2.500.000 đồng. Điếm kỵ đi con. 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Điếm đi con. Không thôi con đi rồi, chị gái ơi tặng con có bông. Anh trai ơi em tặng cho có bông nha. Rồi cảm ơn gia đình mình rất là nhiều.